Đền thờ Núi Chí Cao đã được nhân dân lập ở nhiều nơi như các huyện Quảng Hòa, Hòa An, Thông Nông và Hà Quảng, lập bốn ngôi đền thiêng liêng làm điểm hấp dẫn cho nhân dân và du khách trải nghiệm du lịch. Ngôi đền đã được công nhận là một di tích cấp tỉnh, là một trong những điểm di sản văn hóa thuộc Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng. Trên tuyến tham quan này, du khách sẽ có dịp đến với đền thờ Đồng Chí Cao tại xóm Cốc Vườn, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Từ đường cái vào đến đền chỉ khoảng 100m, có đường bê tông nên ta có thể đi xe máy đến tận nơi. Đền được xây trên một gò đất cao dựa vào dãy núi Phía Mạ vững chắc từ bức tường thành. Theo nhân dân địa phương, núi Phía Mạ có hình một con ngựa hướng về phía đền. Vì thế, khi làm lễ cầu khấn, linh hồn thần vương Núi Chí Cao sẽ phi ngựa từ trên trời về để phù hộ cho thần dân được an lành. Núi Chí Cao là một nhân vật lịch sử sống vào những năm đầu thế kỷ 11. Ông sinh năm 1025, mất năm 1053. Lúc sinh thời, ông nhiều lần tổ chức lực lượng chống phá giặc ngoại xâm, góp phần bảo vệ quốc gia Đại Việt. Tên tuổi, hình ảnh Núi Chí Cao đã được ghi lại rất sâu đậm trong sử sách cũng như trong tâm thức của người dân địa phương. Không chỉ ở địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang mà còn ở một số nước láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Khi ông mất, vua Lý rất mực thương xót, chuyển cho nhân dân lập đền thờ ông và đặt chiếu sắc phong Núi Chí Cao làm Khâu Sầm Đại Vương. Đồng thời, ông được nhân dân trong vùng thần thánh hóa như một vị thần nông. Các triều đại về sau đều ra phong cho ông một mí tự Khâu Sầm Tế Thế, An Dân Án Ngoại, Ninh Thủy Trấn Dịch, Anh Nghị Quả Đoán Hiền Ứng Thủy Hưu, Hộ Quốc An Dân Đại Vương. Lễ hội đền vào mùng 9 tháng Giêng âm lịch cũng là ngày lễ hội Sóc Giang, huyện Hà Quảng,